ổ điện sạc điện thoại Vigear, tất cả những gì bạn cần từ một chiếc ổ điện. Bởi thiết kế dạng vuông thông minh và tinh tế, tiết kiệm không gian, dây nối dày dặn, chiều dài 2,5m tiện dụng, đặc biệt có tính năng sạc điện thoại. Vigear VG02 và VG03 sạc nhanh cho iPhone chuẩn PD 20W, có thể sạc 3 thiết bị cùng lúc. Ưu đãi tặng cáp sạc đặt chuẩn MFI hoặc cáp sạc Samsung bọc máy cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video tin vắn chiến sự Nga Ukraine ngày 16 tháng 4, nơi chúng ta sẽ cùng điểm qua tất cả các tin tức mới nhất trong 24 giờ qua. Khi Nga lập thêm cánh quân cho chiến dịch tại Ukraine, báo hiệu một trận đánh lớn đang được Moscow sắp xếp. Nga lập thêm cánh quân thứ 6 tác chiến tại Ukraine. Quân đội Nga hôm qua thông báo một cánh quân mới tham chiến trên hướng Belgorod, cánh phía quân Bắc, đánh dấu sự xuất hiện của cánh quân thứ 6 trong chiến dịch tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cụ thể, dưới sự yểm trợ của không quân và pháo binh, các đơn vị thuộc cánh quân Bắc ở hướng Belgorod đã tập kích binh lực và khí tài Ukraine tại làng Tenovaya Gatishche ở tỉnh Kharkov và làng Radiaskokoye thuộc tỉnh Sumy. Đối phương mất 60 binh sĩ, 4 xe cơ giới, một pháo tự hành M109 do Mỹ sản xuất và một đài tác chiến điện tử Nota. Đây là lần đầu cụm từ cánh quân Bắc xuất hiện trong báo cáo chiến sự hàng ngày của quân đội Nga. Các lực lượng Nga tham chiến ở khu vực biên giới giáp tỉnh Kharkov và Sumy của Ukraine trước đây thường chỉ được mô tả là lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia. Động thái này đánh dấu sự xuất hiện của cánh quân thứ 6 trong chiến dịch Nga đang tiến hành tại Ukraine sau các cánh quân Đông, Tây, Nam và Dnipro. Giới chức Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin. Sau khi Nga kiểm soát hoàn toàn thành trì Adiska vào tháng 2, các đơn vị tiền tuyến của Ukraine bắt đầu lo lắng về nơi tiếp theo sẽ bị Nga tấn công, trong bối cảnh phương Tây nhận định Moscow đang chuẩn bị cho chiến dịch tiến công quy mô lớn vào mùa hè. Các chuyên gia cho biết tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine giáp giới tỉnh Belgorod của Nga chắc chắn là một mục tiêu trọng yếu mà Moscow nhắm tới. Nếu Kharkov thất thủ, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào tinh thần của quân đội và người dân nước này. Nga gần đây tập kích Kharkov mỗi ngày, tập trung vào các trận địa phòng không của đối phương. Phòng không Ukraine tại khu vực dường như đã cạn kiệt nguồn lực, không đủ khả năng để ngăn chiến thuật tấn công phối hợp giữa máy bay không người lái UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo nhằm vào đây. Nga chiếm thành trì cửa ngõ tiến vào Chasivya. Kênh Riba cho biết, tại Bakhmut, các cuộc đụng độ đã xảy ra tại tiểu khu Kanan ở khu ngoại ô phía đông Chasivya. Quân đội Nga đã đánh sập thành trì của Ukraine ở khu vực Stubitsky, Kluboski Hải. Kênh Military Summary xác nhận, binh sĩ Nga chiếm được toàn bộ hàng cây và công sự ở phía đông thành phố. Tiền tuyến đang dọc theo tòa nhà đầu tiên của tiểu khu Kanan. Kênh RV Voenkori cho biết, bên sườn Chasivya, lữ đoàn cơ giới cận vệ độc lập số 200 thuộc quân khu Leningrad sau khi giành quyền kiểm soát Budanovska đã tiến đến Kalinovka và tiếp tục tích cực tiêu diệt vũ khí và nhân sự của đối phương. Gần đây, trong khi nỗ lực cuộc tấn công của các nhóm xung kích, chính sát Nga đã xác định được bộ binh Ukraine, sau đó chỉ thị mục tiêu cho máy bay không người lái vào ban đêm tấn công. Ukraine phải rút lui ở một số vị trí tại Adiska. Kênh Riba đưa tin, một cuộc ném bom của Nga nhắm vào đập của hồ chứa Kalisky ở Adiska làm phức tạp thêm đường tiếp tế của đối phương. Ở phía bắc thành phố, lực lượng Nga giao chiến gần Novobakhmutivka. Kênh Military Summary cho biết, sau các đợt tấn công mãnh liệt, lực lượng Nga đã tiến vào được một ngôi làng nghỉ mát nằm dọc theo tuyến đường sắt hướng tới thành phố Ocheretine. Cuộc tấn công vẫn tiếp tục. Kênh Suri Yakmap đưa tin, ở tây nam Donetsk, lực lượng Moscow tiếp tục chiếm các đồn điền mới ở phía bắc Novomykhailivka. Mặt khác, trước sức ép của đối phương từ hai mặt, lực lượng Kiev rút lui khỏi chiến hào phía nam. Trong khi đó, ở phía nam thành phố Donetsk, trong những giờ qua, lực lượng Moscow đã chiếm được các ngôi nhà nông thôn mới ở ngoại ô phía đông nam Krasnohorivka. Nga chuẩn bị bao vây Robotyne. Kênh RV Voenkori đưa tin, Nga đang chuẩn bị bao vây Robotyne, tấn công từ hướng Vebove. Các phương tiện truyền thông Kiev xác nhận điều này. Quân Nga đã tiến về phía tây bắc Vebove trong hơn một tháng rưỡi qua. Các vị trí súng cối đang được bố trí trên lãnh thổ bị kiểm soát. Mục đích của việc này là tiếp cận Robotyne từ phía đông, tức là từ Vebove. Người Nga nhận ra rằng họ không thể đối đầu trực tiếp với Robotyne vì họ không thể giành được chỗ đứng ở đó. Nhưng việc di chuyển và bao vây sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kênh News Temap của Ukraine viết rằng đang có các trận chiến ở khu vực phía nam của ngôi làng. Ngoài ra, theo bản đồ của họ, vòng vây của Nga đang siết chặt chờ mũi xung kích đột phá từ phía tây. Nếu điều tương tự xảy ra ở phía đông, việc phòng thủ của ngôi làng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Trước đó vài ngày, các nhà phân tích quân sự Ukraine dựa trên các cảnh quay đã được định vị địa lý cho biết, ở phía nam Robotyne, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công dọc theo đường Selskaya và Mira. Kênh Riba cho biết,
tại khu vực Zaporizhia, giao tranh vẫn tiếp diễn ở Robotyne. Ukraine chuẩn bị sẵn xe bọc thép dự bị để giữ vị trí và cản trở bước tiến của quân Nga. Ukraine thủ thế, Nga tiếp tục tấn công chậm nhưng chắc. Kênh Gridotka đã tổng hợp diễn biến chiến sự Ukraine trong tuần qua như sau. Các trận chiến cục bộ hiện đang diễn ra ở khu vực Chasivya, phía đông bắc thành phố, quân Nga tấn công giữa Kalinovka và Grigorodka, tiến đến bờ kênh Siversky Donetsk Donbass. Dọc theo đó có con đường nối các ngôi làng nói trên. Tại nội đô Chasivya, các đơn vị Nga đã phòng thủ thành công khu vực kênh đảo, tiếp tục đẩy lùi các đợt phản công của đối phương. Ưu thế hoàn toàn về hỏa lực của Nga đã bẻ gãy các nỗ lực phản công của Ukraine. Ở phía nam thành phố, việc đột phá vào khu rừng ở Ivanovsky vẫn tiếp tục. Ukraine dù bị tổn thất nhưng vẫn giữ vững Krechitka. Họ nhận thấy rằng nếu thất bại, nguy cơ Chasivya bị bao vây từ phía nam và nếu Kalinovka bị mất từ phía bắc là điều không thể tránh khỏi. Một mũi tấn công thứ yếu vào Novokalinovo đã bắt đầu ở phía bắc Berdychi. Mục tiêu của Nga là san bằng chiến tuyến theo hướng Ariska và tập trung sự chú ý của đối phương trong tam giác Ocheretino, Arkhangelskoye, Novokalinovo vào việc chấn giữ chiến tuyến của chính họ, không cho phép lựa chọn tấn công vào sườn của nhóm lực lượng Moscow. Quân đội Nga đang tiến về phía tây nhằm kết liễu các cứ điểm kháng cự còn lại ở Berdychi và Semeniska. Nga đồng thời mở 3 chiến dịch tấn công. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, các lực lượng Nga đang tiến hành ít nhất 3 chiến dịch ở cấp độ chiến thuật và đã tăng cường nỗ lực đánh bật Ukraine khỏi Chasivya. Nhóm chuyên gia ISW cho rằng Moscow đang tiến hành ít nhất 3 hoạt động ở cấp độ chiến thuật, không mang tính bổ sung nhưng cho phép các lực lượng Nga ưu tiên đạt được lợi ích chiến thuật trong khu vực họ đã chọn. Các nhà phân tích lưu ý rằng quân đội Ukraine sẽ càng ngày càng khó chống lại những nỗ lực này của Nga nếu không được Mỹ hỗ trợ quân sự thêm nữa. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sersky ngày 13 tháng 4 cho biết tình hình ở miền đông Ukraine đã xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây và quân đội Nga đang thực hiện các cuộc tấn công cơ giới vào hướng Liman, Bakhmut, Borodsky. Báo cáo cho biết thêm rằng lực lượng Kiev đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt đáng kể cả đạn pháo và hệ thống phòng không, vốn là những thành phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ của họ, và quân đội Nga đang tận dụng sự thiếu hụt này và cũng như điều kiện thời tiết thuận lợi. Theo quan sát và phân tích dữ liệu của các chuyên gia ISW, lực lượng Moscow đang tăng cường nỗ lực chiếm giữ Chasivya. Báo cáo nêu rõ, nếu Mỹ không tiếp tục hỗ trợ cho Kiev và các lực lượng Ukraine tiếp tục thiếu đạn pháo và năng lực phòng không đầy đủ, thì ngay cả các lực lượng Nga được huấn luyện và trang bị kém cũng có thể tiến hành các hoạt động tấn công thành công. Ngoài ra, theo các nhà phân tích, một chiến dịch tấn công nhằm chiếm giữ Chasivya sẽ được mở ra triển vọng trước mắt cho quân đội Nga đạt được bước tiến đáng kể về mặt hoạt động. Vì việc chiếm được thành phố này có thể sẽ cho phép tiến hành các hoạt động tấn công tiếp theo một cách hiệu quả, nhằm vào các thành phố tạo thành một vành đai phòng thủ quan trọng của Ukraine ở khu vực Donetsk. Quân đội Nga từ lâu đã nhắm đến việc đánh chiếm một chuỗi các thành phố lớn ở khu vực Donetsk, bao gồm Sloviansk, Kramatorsk, Dezhukovka và Konstantinovka. Tuy nhiên, ISW không dự đoán rằng họ có thể chiếm được bất kỳ thành phố nào bên trong tương lai gần. Tuy nhiên, báo cáo đưa ra những quan điểm liên quan đến mối đe dọa mà việc Nga chiếm giữ Chasivya có thể gây ra, vì đây là một tình huống nguy hiểm nhất có thể xảy ra, đặc biệt nếu Mỹ không nhanh chóng tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo trong ngày của ISW. Thứ nhất, quân đội Nga đang tiến hành ít nhất 3 hoạt động ở cấp độ tác chiến không mang tính bổ sung, nhưng cho phép họ ưu tiên đạt được lợi ích chiến thuật trong khu vực họ đã chọn. Các lực lượng Ukraine sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc chống lại những nỗ lực này của Nga nếu Kiev tiếp tục thiếu sự hỗ trợ quân sự của Mỹ. Thứ hai, các chỉ huy quân sự Nga có thể đánh giá rằng quân đội Ukraine sẽ không thể phòng thủ trước các hoạt động tấn công hiện tại và tương lai của Moscow do sự hỗ trợ quân sự của Mỹ bị trì hoãn hoặc chấm dứt vĩnh viễn. Thứ ba, chiến dịch tấn công nhằm chiếm Chasivya mở ra triển vọng trước mắt cho các lực lượng Moscow đạt được bước tiến đáng kể về mặt hoạt động. Vì việc chiếm được thành phố này có thể sẽ cho phép họ tiến hành các hoạt động tấn công tiếp theo nhằm vào các thành phố hình thành một vành đai phòng thủ quan trọng của Ukraine ở Donetsk. Thứ tư, các mối đe dọa của Nga đối với Dezhukovka và Konstantinovka là rất đáng kể từ quan điểm tác chiến, vì các thành phố pháo đài này đã giúp tạo thành xương sống của lực lượng phòng thủ Ukraine ở khu vực Donetsk và miền đông Ukraine nói chung. Thứ năm, quân Nga sẽ không thể nhanh chóng chiếm được Chasivya và nhiều khả năng sẽ cố gắng khai thác giá trị hoạt động của nó ngay lập tức, trong khi quân Ukraine có đủ nguồn lực cần thiết để giữ vững vị trí của mình. Thứ sáu, việc thiếu khả năng pháo binh và phòng không của Ukraine do sự hỗ trợ không bền vững của Mỹ cho phép các lực lượng cơ giới hóa của Nga đạt được thành công nhỏ về mặt chiến thuật và các hoạt động tấn công cơ giới hóa của Nga trong tương lai
có thể đạt được thành công lớn hơn nếu Mỹ tiếp tục từ chối viện trợ cho Ukraine. Thứ Bảy, Đức tuyên bố sẽ ngay lập tức chuyển một hệ thống Patriot cho Ukraine để đáp trả lời kêu gọi rất khẩn cấp gần đây của Kiev về việc bổ sung các hệ thống phòng không trước chiến dịch tấn công ngày càng tăng của Nga. Thứ Tám, quân đội Nga đã có được những bước tiến được xác nhận gần Chasivya, phía tây Bakhmut và Donetsk. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga dồn lực tấn công phòng tuyến Tây Mariinka. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 14 tháng 4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày Chủ nhật, 42 cuộc đụng độ đã được ghi nhận, đặc biệt là ở hướng Novobaloska. Quân Nga cố gắng tấn công 11 lần tại Bakhmut và Avdiivka. Lực lượng phòng thủ đẩy lùi 6 đợt tấn công ở mỗi hướng. Báo cáo có đoạn, trong ngày, 42 cuộc đụng độ đã được ghi nhận, tổng cộng đối phương đã phóng 8 tên lửa, thực hiện 65 cuộc không kích và 57 cuộc tấn công từ hệ thống pháo tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu khẳng định, lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Bakhmut, Avdiivka, Mariinka, Orikhiv, Zaporizhia. Ở hướng Kupiansk và Liman, đối phương không tiến hành các hoạt động tấn công. Còn lại Kherson, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bất thành vào các vị trí Ukraine trên địa bàn làng Kryvyi, vùng Kherson. Trong ngày, không quân Ukraine đã tiến hành tập kích vào 22 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí trang bị của đối phương, báo cáo viết. Tướng Anh dự báo Nga đánh bại Ukraine trong năm 2024. Cựu chỉ huy của Bộ Tư lệnh Liên quân Anh Richard Barron vừa cảnh báo rằng Ukraine có thể bị Nga đánh bại trong năm 2024 do mất quyền chủ động và thiếu hụt nguồn lực. Tướng Barron nói với BBC rằng có nguy cơ cao Ukraine sẽ thất bại trong cuộc xung đột vũ trang với Nga trong năm 2024 này. Lý do tướng Barron đưa ra là Ukraine có thể cảm nhận rằng họ không thể thắng được nữa. Khi tới điểm đó, người ta sẽ không muốn tiếp tục hứng chịu thương vong chỉ để bảo vệ cái không thể bảo vệ. Ukraine hiện chưa tới điểm đó, nhưng quân đội Ukraine đang cạn kiệt đạn dược, vũ khí phòng không và binh lính. Chiến dịch phản công của họ vào năm 2023 đã không đạt được mục tiêu đánh bật quân Nga ra khỏi những vị trí do họ kiểm soát. Không những vậy, hiện Moscow đang lên kế hoạch mở một cuộc tấn công vào mùa hè 2024. Nga sốc tới, khai thác tối đa lợi thế. Cựu tư lệnh Anh Barron nhận định, hình dạng cuộc tấn công của Nga khá rõ ràng. Chúng ta đang chứng kiến Nga đánh mạnh trên tiền tuyến, sử dụng lợi thế 5 chọi 1 về pháo binh, đạn dược và lợi thế đông người hơn, kèm với việc sử dụng các loại vũ khí tương đối mới. Các loại vũ khí mới này bao gồm bom lượn FPV, vũ khí được cải tiến từ bom thời Liên Xô có gắn thêm cánh, hệ thống dẫn đường GPS và 1.500 kg thuốc nổ hiện đang gây tổn thất lớn cho phòng tuyến của Ukraine. Tướng Barron dự báo, vào thời điểm nào đó trong mùa hè tới, chúng ta sẽ được chứng kiến một cuộc tấn công lớn của Nga với ý đồ không dừng lại và thu lợi nhỏ hướng tới đột phá qua phòng tuyến Ukraine. Ông Barron nói, nếu điều đó xảy ra, phương Tây có thể đối mặt với nguy cơ lực lượng Nga chọc thủng phòng tuyến Ukraine và thọc sâu vào các khu vực ở nước này mà quân đội Ukraine không thể ngăn cản được. Hướng tiến công chính của Nga nằm ở đâu? Năm 2023, Nga biết chính xác nơi mà Ukraine định tấn công theo hướng Zaporizhia tới biển Azov. Họ đã xây dựng kế hoạch tương ứng và thành công trong việc ngăn đà tiến của quân Ukraine. Hiện nay, đế lực Nga tập trung quân và buộc Ukraine phải phán đoán ra mình sẽ tấn công tiếp theo vào đâu. Tiến sĩ George Wallin, nghiên cứu viên cấp cao về lục chiến tại Viện Liên quân Chủng Hoàng gia, Russia nhận định, một trong các thách thức mà Ukraine đối diện là người Nga có thể lựa chọn địa điểm họ tung quân vào. Tiền tuyến rất dài và Ukraine phải bảo vệ toàn tuyến. Tiến sĩ Wallin nói tiếp, quân đội Nga sẽ mất đất. Vấn đề là họ sẽ mất bao nhiêu lãnh thổ và những trung tâm dân số nào sẽ bị ảnh hưởng. Rất có thể Bộ Tổng tham mưu Nga chưa quyết định hướng tiến công chính, nhưng có thể gồm các lựa chọn của họ vào 3 nhóm chính như sau. Hướng tấn công thứ nhất, thành phố Kharkov. Tiến sĩ Wallin nhận định Kharkov chắc chắn là nơi vào thế dễ bị tấn công. Kharkov là thành phố thứ hai của Ukraine, lại nằm sát biên giới với Nga, nên đây là mục tiêu hấp dẫn đối với Moscow. Kharkov hiện đã bị Nga tấn công hàng ngày bằng tên lửa, hành trình và đạn đạo, cũng như máy bay không người lái UAV. Ukraine không có đủ hệ thống phòng không để chống đỡ các cuộc tấn công đó. Tướng Barron cũng nhận định trong cuộc tấn công năm nay, Nga sẽ để mắt tới Kharkov, chỉ nằm cách biên giới Nga có khoảng 29 km. Nếu Kharkov thất thủ, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào nhuệ khí quân đội Ukraine và nền kinh tế nước này. Hướng tấn công thứ hai, vùng Donbass. Khu vực Donbass ở miền đông Ukraine đã ở trong tình trạng chiến tranh kể từ năm 2014, khi lực lượng ly khai thân Nga tuyên bố thành lập các nước Cộng hòa Nhân dân. Năm 2022, Nga sáp nhập hai tỉnh ở Donbass là Donetsk và Luhansk. Đây chính là nơi mà đa phần chiến sự trên bộ diễn ra trong 18 tháng qua. Ukraine đã dồn nhiều công sức và nguồn lực, bao gồm cả nhân lực và nỗ lực cố giữ thành phố Bakhmut, Artemovsk và sau này là thị trấn Avdiivka. Nhưng cuối cùng, Ukraine mất cả hai nơi này cùng với một số quân nhân thiện chiến nhất của mình.
Các trận chiến tại hai cối xe thịt này đều khốc liệt, gây thương vong lớn cho cả hai phe, nhưng Nga có nguồn lực lớn hơn và đã giành chiến thắng. Tuần qua, tư lệnh lực lượng Mỹ tại châu Âu, tướng Christopher Cavoli cảnh báo rằng trừ phi Mỹ viện trợ gấp vũ khí đạn dược cho Ukraine, các lực lượng của nước này sẽ bị áp đảo về vũ khí trên chiến trường theo tỷ lệ 10-1. Hướng tấn công thứ ba, thành phố Zaporizhia. Đây cũng là mục tiêu rất hấp dẫn đối với Moscow. Thành phố miền Nam này có hơn 700.000 dân vào thời bình và hiện nay nằm sát chiến tuyến của Nga. Thành phố Zaporizhia cũng là cái gai bên sườn Nga trong bối cảnh đây là thủ phủ của tỉnh cùng tên mà Nga đã tuyên bố sáp nhập vào năm 2022, nhưng hiện thành phố vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine. Tuy nhiên, Nga gặp một vấn đề ở đây. Phòng tuyến đáng sợ Sorovikin mà Nga xây dựng ở phía nam Zaporizhia để đối phó với cuộc tấn công dự kiến của Ukraine thì giờ đây lại có thể gây khó khăn cho chính cuộc tấn công của Nga. Phòng tuyến Sorovikin gồm nhiều lớp phòng ngự và có bãi mìn siêu dày. Nga có thể gỡ một phần số mìn tại đây, nhưng hoạt động chuẩn bị như thế có thể bị Ukraine dễ dàng phát hiện. Tuy vậy, mục tiêu chiến lược của Nga trong năm 2024 này có thể không phải là lãnh thổ mà là đè bẹp ý chí chiến đấu của Ukraine và thuyết phục các nước phương Tây hậu thuẫn Ukraine rằng cuộc chiến này sẽ không đi tới đâu đối với họ. Tiến sĩ Wallin tin rằng mục tiêu của Nga là cố gắng tạo ra cảm nhận về sự vô vọng cho đối phương. Tướng Barron cũng cho rằng Nga có thể chưa đủ nguồn lực để vượt sông Dnipro, ngay khi ông vẫn chưa thừa nhận rằng nhìn tổng thể lợi thế trong cuộc xung đột đang nghiêng về phía Nga. Tên lửa Nga tập kích hệ thống Iris-T, Đức chuyển cho Ukraine. Nga công bố video UAV theo dõi trận địa tên lửa Iris-T của Ukraine trước khi tên lửa dẫn đường tập kích mục tiêu này. Không quân chiến thuật, lực lượng tên lửa và các đơn vị pháo binh Nga đã phá hủy bệ phóng tên lửa phòng không Iris-T chế tạo ở Đức, cùng kho đạn và nhiều khí tài của quân đội Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm ngày 14 tháng 4. Truyền hình Quốc phòng Nga sau đó công bố hình ảnh từ máy bay không người lái UAV cho thấy trận địa gồm radar, đa chức năng TRML-4D và một xe chở đạn kim bệ phóng của tổ hợp Iris-T đang triển khai cạnh các rặng cây. Tên lửa đầu tiên lao xuống và phát nổ bên cạnh đài radar, khiến nó hứng chịu sóng xung kích và nhiều mảnh văng. Quả đạn thứ hai đánh vào ngôi nhà có bệ phóng, khiến cho khói bốc lên từ chiếc xe này. Nhưng không rõ là có xảy ra vụ nổ thứ cấp hay không. Hình ảnh cuối cùng cho thấy xe radar TRML-4D đang bốc cháy. Địa điểm triển khai tổ hợp này không được công bố, nhưng dữ liệu đối chiếu địa lý cho thấy nó dường như nằm ở tỉnh Kharkov và cách biên giới Nga khoảng 35 km. Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ loại tên lửa được sử dụng trong đợt tập kích. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Tên lửa phòng không tầm trung Iris-T SLM có tầm bắn xa 40 km và đủ sức bắn hạ mục tiêu ở độ cao tối đa 20 km, được thiết kế để bảo vệ những địa điểm trọng yếu trước các cuộc tấn công từ máy bay, trực thăng, máy bay không người lái hay tên lửa. Mỗi tổ hợp gồm một xe chỉ huy, một đài radar đa năng cùng 3 xe phóng với tối đa 24 quả đạn sẵn sàng chiến đấu. Radar TRML-4D có thể theo dõi tối đa 1.500 mục tiêu với tầm hoạt động lý thuyết là 250 km và đủ sức bám bắt tiêm kích ở khoảng cách trên 120 km. Đây được coi là một trong những lá chắn phòng không hiện đại nhất của Ukraine, giúp cho nước này lấp khoảng trống phòng thủ sau khi nhiều tổ hợp S-300 và Burst-M1 bị phá hủy. Các chỉ huy quân đội Ukraine từng tuyên bố hệ thống này đánh chặn được 100% mục tiêu trong quá trình tham chiến. Đức cam kết cung cấp 12 hệ thống tầm trung Iris-T SLM và 24 bệ phóng thuộc phiên bản tầm ngắn Iris-T SLS cho Ukraine. Trong đó, 3 tổ hợp SLM và 2 bệ phóng SLS đã được chuyển giao cho giai đoạn 2022-2023. Quân đội Nga từng nhiều lần tập kích vào các trận địa Iris-T, phá hủy khiến ít nhất một radar TRML-4D và nhiều bệ phóng. Julian Rosker, phóng viên Đức, chuyên theo dõi tình hình chiến sự, hôm 12 tháng 4 dẫn nguồn giấu tên trong quân đội Ukraine cho biết nước này đã sử dụng gần kho đạn tên lửa Patriot và Iris-T được phương Tây viện trợ, trong khi nhiều hệ thống phòng không khác cũng không tình trạng cạn kiệt đạn dược hoặc là bị Nga phá hủy. Chasivya thất thủ trước ngày chiến thắng 9 tháng 5. Kiev Independent đưa tin, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Sersky cho biết hôm ngày 14 tháng 4, lãnh đạo quân sự Nga đặt mục tiêu chiếm thành phố Chasivya, ngay phía tây Bakhmut do Nga kiểm soát trước ngày 9 tháng 5. Vào ngày 9 tháng 5, Nga kỷ niệm ngày chiến thắng đánh dấu chiến thắng của Liên Xô. Nga đánh bại Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Tuyên bố của tướng Sersky được đưa ra sau khi ông cảnh báo rằng tình hình ở mặt trận phía đông Ukraine xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây, khi Nga tăng cường tấn công ở vị trí kể từ cuộc bầu cử tổng thống vào tháng trước. Trong đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin dễ dàng giành được thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa.
Ông Sersky cho biết quân đội Nga đang tập trung nỗ lực đột phá phía tây Bakhmut và giải thích rằng họ đang cố gắng tiếp cận kênh Sersky Donetsk, một tuyến đường thủy nhân tạo và chiếm giữ Chasivya để tiến xa hơn về phía Kramatorsk. Tướng Sersky nói kế hoạch của đối phương đang bị cản trở bởi sự phòng thủ quyết liệt của các lữ đoàn của chúng tôi. Những người đã tự đào sâu trong lòng đất theo đúng nghe đèn, ngăn chặn các cuộc tấn công hàng ngày của Nga. Chasivya là một thành phố gần như trống rỗng và bị tàn phá nặng nề, nằm cách Bakhmut khoảng 10 km về phía tây. Nga tăng cường tấn công vào nơi đây sau khi chiếm được Ariska, nằm cách đó khoảng 50 km về phía nam, và nhịp độ tiến quân của họ đã giảm vào đầu tháng 3. Quân đội Ukraine cho biết Nga coi Chasivya là một trong những cột mốc quan trọng trong những bước tiến xa hơn tới Krasnoyarsk, Kramatorsk và Sloviansk. Theo chính quyền địa phương, khoảng 800 người vẫn còn ở Chasivya. Trước đó, vào ngày 5 tháng 4, lực lượng ủy nhiệm của Moscow cho biết quân đội Nga đã tiến vào vùng ngoại ô Chasivya, nhưng quân đội Ukraine sau đó đã bác bỏ tuyên bố này. Nga tuyên bố bắn hạ 10 UAV của Ukraine ở Krasnodar Krai. Theo Bộ Quốc phòng, máy bay không người lái bị tiêu diệt vào lúc 7 giờ sáng giờ địa phương. Kiev chưa công khai bình luận về vụ tấn công, mà Kiev Independent không thể xác minh được các tuyên bố. Krasnodar Krai nằm cạnh Crimea. Quân Ukraine được gọi là cho đã triển khai làn sóng máy bay không người lái cho những tháng gần đây nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở công nghiệp của Nga, thường là ở các khu vực gần biên giới Ukraine. Vào ngày 12 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo hắn đã bị 4 UAV ở tỉnh Rostov và một chiếc ở tỉnh Belgorod trong cuộc phỏng vấn tấn công ban đêm. Ngay sau đó là vào ngày 12 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 9 UAV Ukraine trên vùng Belgorod. Hãng tin độc lập Mezuda của Nga đưa tin Ukraine sẽ phá hủy một tòa nhà của tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom thuộc sở hữu nhà nước của Nga ở Belgorod. Xuồng không người lái Ukraine mang một tấn thuốc nổ đi 1.000 km. Spione đưa tin, thư ký báo chí của cơ quan an ninh Ukraine SBU, Artem Dezdarenko cho biết xuồng không người lái được nâng cấp của Ukraine thể hiện có thể mang gần một tấn chất nổ và hoạt động trên phạm vi 1.000 km. Ông Dezdarenko nói, điều này có nghĩa là SBU có thể tấn công mục tiêu ở hầu hết mọi nơi trên Biển Đen. Ông không tiết lộ hết đặc tính kỹ thuật, tuy nhiên lưu ý rằng đây là xuồng không người lái thế hệ mới. Các chuyên gia SBU cùng Bộ Nội vụ và những người anh em khác đang cùng nhau hợp tác để cải tiến chúng. Theo đại diện SBU, xuồng Shibabi hiện tại khác với mẫu tiền nhiệm về hình dáng và đặc tính kỹ thuật, đồng thời còn có khả năng mang gần một tấn thuốc nổ trên quãng đường hơn 1.000 km. Theo ông, năm 2022, trên thế giới không có lựa chọn về xuồng không người lái tấn công hàng hải. Các mẫu hiện tại của phương Tây là rất lớn, nhưng không thể điều khiển được và có thể dễ dàng bị radar của đối phương phát hiện. Ông nhấn mạnh, ngày nay một chiếc máy bay không người lái giá rẻ đang tiêu diệt các tàu chiến của đối phương có giá hàng chục triệu đô la. Theo ông Dezdarenko, những phương tiện này đã tấn công 11 tàu Nga cũng như là cây cầu Crimea. Nghị sĩ Đảng Cộng Hòa kỳ vọng viện trợ cho Ukraine sẽ được thông qua trong tuần này. NBC News đưa tin, nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Mike Turner dự kiến Hạ viện sẽ phê duyệt viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel trong tuần này. Khi được mời dẫn chương trình, hỏi liệu ông có mong đợi một cuộc bỏ phiếu cho dự án lần này hay không, Turner đã trả lời khẳng định. Ông Turner nói, và tôi mong nó sẽ được thông qua. Mọi người đều hiểu rằng đây là thời điểm quan trọng khi Nga bắt đầu giành được chỗ đứng, Ukraine bắt đầu mất khả năng tự vệ. Mỹ phải bước tới và cung cấp cho Ukraine với vũ khí mà họ cần. Và tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy sự ủng hộ áp đảo cho vấn đề này tại Hạ viện trong tuần này. Ngược lại, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết tuần này các nghị sĩ sẽ cố gắng thông qua dự luật viện trợ bổ sung cho Israel. CNN dẫn lời ông Johnson cho biết các đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện và Đảng Cộng Hòa hiểu sự cần thiết phải giúp đỡ Israel. Chúng tôi sẽ thử lại trong tuần này khi các chi tiết của gói này đã được thống nhất. Chúng tôi đang xem xét các lựa chọn và tất cả các vấn đề bổ sung này. Ông không nói rõ liệu đây có phải là một dự án đã được Thượng viện phê duyệt, nơi cung cấp hỗ trợ, bao gồm cả Ukraine và Israel, hay là một dự án mới nào đó hay không. Đồng thời, lãnh đạo đa số Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Joe Schumer cho biết Hạ viện nên thông qua gói viện trợ an ninh quốc gia, bao gồm cả ngân sách cho Israel và Ukraine. Trước đó, hôm thứ Sáu ngày 12 tháng 4, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã thảo luận với các quan chức Nhà Trắng về một dự án giúp đỡ Ukraine và Israel. Dự án này sẽ khác với gói 95 tỷ đô la do Thượng viện hậu thuẫn và sẽ bao gồm cả một số yêu cầu của Đảng Cộng Hòa, sau đó được chuyển đến ông Trump. Cựu Tổng thống Trump sau cuộc gặp với ông Johnson cho biết ông ủng hộ việc phê duyệt hỗ trợ tài chính cho Ukraine nhưng với hình thức cho vay.
Đảng Dân Chủ ở cả hai viện của Quốc hội đã chỉ ra rằng họ sẽ đến sẵn sàng thảo luận với các hỗ trợ cho Ukraine nếu điều đó cuối cùng giúp giải quyết được vấn đề, mặc dù đây không phải là lựa chọn mà họ ủng hộ nhất. Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây cho biết Ukraine sẽ đồng ý vay của Mỹ nếu không có lựa chọn nào khác. NATO nêu điều kiện kiên quyết kết nạp Ukraine. Phó Tổng thư ký NATO tuyên bố Ukraine chắc chắn sẽ gia nhập liên minh trong tương lai, nhưng các điều kiện cần phải được đáp ứng. Ukraine đang tiến gần hơn đến NATO gần như mỗi ngày. Tôi không thể nói khi nào, nhưng tôi biết Ukraine sẽ là một phần của gia đình châu Âu, Đại Tây Dương. Phó Tổng thư ký NATO Mircea Joana tuyên bố hôm ngày 14 tháng 4. Theo quan chức NATO, điều kiện tiên quyết để Ukraine gia nhập tổ chức này bao gồm việc có quân đội và nền dân chủ và kinh tế vững mạnh. Ông Joana tái khẳng định sự hòa hợp giữa hai quốc gia thành viên NATO trong quá trình ra quyết định, ngay cả trong bối cảnh có những bất ổn xung quanh quan điểm của Hungary và Slovakia do các nhà lãnh đạo của các nước gần đây do dự trong việc cung cấp vũ khí và viện trợ cho Ukraine. Tất nhiên, bạn thấy các sắc thái từ các nước đồng minh, nhưng chúng tôi không thấy sự khác biệt lớn trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine hoặc đầu tư vào quốc phòng của chính chúng tôi. Chúng tôi đang giải quyết điều quý giá nhất, đó là an ninh quốc phòng của đất nước, ông Joana nhấn mạnh. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 4 tháng 4 tuyên bố Ukraine chắc chắn sẽ trở thành thành viên của NATO. Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO. Mục đích của chúng tôi tại hội nghị thượng đỉnh là giúp xây dựng cầu nối cho tư cách thành viên, đó là tạo ra một con đường rõ ràng để Ukraine tiến về phía trước, ông Blinken nói sau cuộc họp các ngoại trưởng NATO tại Brussels của Bỉ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nhấn mạnh, Ukraine có thể gia nhập khối khi xung đột với Nga chấm dứt. Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt. Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022. Kiev càng sốt sắng với mục tiêu này hơn sau khi xung đột với Nga nổ ra cách đây 2 năm. Tuy nhiên đến nay, NATO chưa chấp nhận đơn xin gia nhập của Ukraine. Một mặt, liên minh này khẳng định chắc chắn sẽ kết nạp Kiev, nhưng mặt khác nêu rõ Kiev chưa thể trở thành thành viên khi vẫn còn xung đột. Nếu được kết nạp, Ukraine sẽ được đảm bảo an ninh theo điều 5 về phòng thủ tập thể của NATO. Điều khoản này quy định bất cứ một cuộc tấn công nào hay mối đe dọa nào nhằm vào một trong các thành viên của khối sẽ bị coi là tấn công, đe dọa cả liên minh. NATO có quyền đáp trả tập thể. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 9 tháng 4 tuyên bố Moscow không chấp nhận Ukraine gia nhập NATO trong bất kỳ trường hợp nào và coi đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga. Ông Antonov cũng cáo buộc Mỹ phớt lờ các lợi ích cơ bản của Moscow và từ chối chấp nhận sự phản đối dứt khoát của Nga đối với kịch bản Ukraine trở thành thành viên NATO. Thành viên NATO sẽ mất ô bảo vệ của điều 5 về phòng thủ tập thể. Mới đây, cựu Tổng thống Mỹ cũng đang là ứng cử viên tranh cử Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump đã tuyên bố rằng nếu đắc cử Tổng thống Mỹ thì các nước NATO sẽ có sự phân chia đẳng cấp theo mức độ đóng góp nhất định cho khối quân sự này chứ không đánh đồng như hiện nay. Hãng tin Mỹ CNN cho biết, theo quan điểm của ông Trump, các nước thành viên NATO sẽ được chia thành hai loại tùy theo đóng góp tổng chi tiêu quốc phòng cho nhu cầu của liên minh. Ứng cử viên cho vị trí nguyên thủ quốc gia của Đảng Cộng Hòa cho rằng các nước thuộc khối phương Tây đóng góp dưới 2% GDP cho ngân sách NATO sẽ không được khối này bảo vệ theo điều 5. Của một trong những quan chức Mỹ nhắc CNN rằng ông Trump có thu hút sự chú ý đến cuộc khủng hoảng tài chính ở NATO, trong đó Hoa Kỳ đóng vai trò lớn kinh phí cho ngân sách quốc phòng chung của tổ chức, bất chấp việc khối này đã có tới hơn 30 thành viên, trong đó có không ít nước giàu có. Trước đó, Tổng thư ký Liên minh Jens Stoltenberg hồi tháng 2 đã lưu ý rằng 11 trong số 31 quốc gia, lúc đó Thụy Điển chưa phải là thành viên NATO, mà đến tháng 3 nước này mới chính thức được kết nạp sau khi văn kiện chính thức hóa việc kết nạp Stockholm có hiệu lực vào ngày 7 tháng 3 năm 2024, đã bắt đầu đóng góp cho NATO với khối lượng lớn hơn 2% GDP của họ. Ba Lan đặc biệt nổi bật về mặt này khi chính quyền Warsaw chi tới gần 35 tỷ đô la, chiếm 4,2% tổng sản phẩm quốc nội cho những nhu cầu này. Đồng thời, các nhà lãnh đạo Ba Lan còn đang kêu gọi các nước thành viên NATO tăng chi tiêu quân sự cho khối lên mức 3% GDP. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đề nghị rằng đến cuối năm nay, tất cả các thành viên của liên minh sẽ đạt được mức tài trợ cần thiết tối thiểu là mức 2% GDP cho mỗi nước. Ngoài ra, giới lãnh đạo NATO thừa nhận nền công nghiệp quốc phòng của các nước trong khối, kể cả Mỹ, đều đang tụt hậu so với Liên bang Nga về sản xuất vũ khí, dẫn đến việc dự trữ vũ khí của NATO đang thiếu hụt nghiêm trọng sau khi đã dốc hết đạn dược trong kho để cung cấp cho Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Litva Laurinas Kasionas kêu gọi lãnh đạo khối phương Tây nỗ lực đạt được sự bình đẳng trong vấn đề này bằng cách đóng góp nhiều hơn, xây dựng lại mô hình nền công nghiệp quốc phòng, khôi phục lại các dây chuyền sản xuất vũ khí, đạn dược hạng nặng. Một ngày trước đó, ông Stoltenberg đã chấp nhận các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào các mục tiêu của đối phương. Theo quan điểm của ông, phía Ukraine có quyền được thực hiện các cuộc tấn công như vậy nhằm vào các mục tiêu quân sự hợp pháp. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.